kênh phụ của mình, đây là kênh của bé Truy, đây là kênh TikTok của mình, và đây là group Facebook Thợ Săn Run City Quân Torico. Hãy đăng ký và theo dõi hành trình của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quý thánh, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi làm trong series Run City và xin mong một ngày tốt lành và niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại sự kiện đua Hybrid mới mà có những cái điều rất là mới và thú vị luôn các bạn. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cuộc đua Hybrid này có gì nha các bạn. Rồi, và đầu tiên thì ở đây chúng ta gọi là mình mới là vào với các bạn. Cuộc đua Hybrid thì bắt đầu từ chiều hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay mình mới vào chung thì để xem chúng ta có gì mới lạ trong sự kiện đua Hybrid lần này không nha. Chú rồng Hybrid lần này thì là một chú rồng hai robo các bạn. Wow, chú rồng này thì dường như là một sự kết hợp giữa chú rồng bạch tuộc và chú rồng công nghệ. Chúng ta được trang bị bộ giáp vào, gồm những hệ là vẫn là hệ bóng tối đầu tiên, hệ tiếp theo là ánh sáng và hệ Legan, rồi hệ Primo. Theo mình đánh giá về hệ và đánh giá về chú rồng này thì chú rồng này cũng không có nhiều điều nổi bật. Ngoại hình của chúng ta thì cũng khá là bắt mắt với những cái gọi là đường dây năng lượng và bộ giáp, như là đôi cánh đang quẩy liên tục là 24 Hz các bạn. Rồi, thì đó là về chú rồng Robo lần này. Còn cái điều mà đặc biệt lần này đó là gì? Đó là phần thưởng cuộc đua Hybrid lần này các bạn. Trời ơi, các bạn thấy chưa, mới qua có được một ngày thôi mà gọi là các bạn ở trong đây là ta đua lên lớp 6, lớp 7 luôn. Là hẳn là phần thưởng có gì đó rất là kích thích các bạn phải không nào? Thì chúng ta sẽ có gì đây? Phần thưởng top 1 thì chúng ta sẽ có một chú rồng Hybrid là hai Robo Dragon, và chú rồng Legan thì sẽ có là chú rồng Solar Dragon, một chú rồng là kiểu như là mặt trời các bạn, năng lượng mặt trời ấy. Và chú rồng này thì giống như một chú rồng tinh tinh các bạn. Đó, và đây Neo Izumi cũng gọi là không có đặc biệt hơn những cuộc đua Hybrid ở phần giải thưởng là bao nhiêu. Nhưng chúng ta sẽ qua bên phần thưởng ở lab nha các bạn. Đầu tiên thì tất nhiên là lab 2 chúng ta sẽ có là 20 game. Thì bạn nào chúng ta đua lab hay không đua lab, chúng ta cũng ráng là lên lab 2 để lầm 20 game trước rồi tính sâu nha các bạn. Rồi sau đó lên đây thì vật phẩm của sự kiện, một cái Robo Controller thì nó sẽ ở là lab 4. Lab 5 nè, là một cái Lucky Legend Shed, chung là vẫn bình thường như vậy. Và đây thì lớp 7 chúng ta sẽ có một cái rương là Black View Deal Jet, thì giống như là khi trước trong sự kiện chúng ta hay có là rương Hybrid kia, bây giờ thì chúng ta sẽ có rương Hybrid này. Và lớp 8 đây, thì chắc là hai lớp, lớp 4 và lớp 8 sẽ là mấu chốt cơ bản của sự kiện. Bên đây thì lớp 9 ta sẽ được là một trong viên đá mỗi loại. Rồi lớp 10 thì như là chúng ta vẫn sẽ có là ống để bình trend các bạn. Rồi lớp 11 quả trứng là Legend, mọi thứ vẫn rất là ổn áp các bạn. Lớp 12 là một cái rương Black Fuel Jet nữa, mọi thứ đang rất là ổn áp. Cho đến lớp 13, ui các bạn, đây là một cái môi trường Rainbow Habitat level 1, và đó sẽ là một cái gọi là môi trường Rainbow Habitat free nếu như chúng ta có thể là đua lên lớp 13. Đấy, thì thường thường thì có những cái sự kiện chúng ta bắt buộc phải đua lên để lấy vật phẩm như là lớp 14, lớp 13. Nhưng mà đợt này thì lớp 13 chúng ta lại được là một cái Rainbow Habitat. Và nếu như các bạn chúng ta chưa biết thì chúng ta cũng đã sở hữu một vài cái Rainbow Habitat free rồi. Và ở đây thì lại có thêm một cái cơ hội, và đây là lần cái đầu tiên mà chúng ta sẽ có thể là sở hữu được môi trường Rainbow Habitat trong cuộc đua Hybrid, và phải là lên lớp 13 nha. Và lớp 14 của chúng ta thì sẽ là một cái rương Hybrid, ở đây thì là 25 mảnh và có đồng hồ ở đây, có thể là nhân 2 đấy. Rồi, và lớp 15 như thường lệ, lớp 16 cũng như thường lệ, nhưng mà chúng ta chỉ cần qua thêm một lớp nữa thì ôi rồi ôi các bạn. Đây là những quả trứng là thuộc về VAM, thuộc về là VIP Mythic nha các bạn. Rồng cát 10, chỉ số chúng ta sẽ hơn cách 9 một tí xíu. Còn bây giờ thì kéo lên lớp 17. Đúng rồi các bạn,
Lá 17 chúng ta sẽ được là 120 odd của chú rồng là High Value Vampire. Các bạn lưu ý là 120 odd chứ không phải là nguyên một chú rồng nha các bạn. Và cũng không phải là có cái đồng hồ để mà chúng ta có thể thay. Và thực hư câu chuyện này nó như thế nào? Thì nó như thế này các bạn. Ngày hôm qua khi mà cuộc đua Hagrid chúng ta mới được ra mắt thì nhiều bạn chúng ta đã nhanh chóng. Trước đó chúng ta đã phát hiện ra là sẽ có môi trường Rainbow Habitat trong sự kiện cuộc đua lát lần này rồi. Nhưng mà điều bất ngờ là chúng ta thấy được ở lát 17 chúng ta có 120 mảnh của chú rồng 2 Vildew Vampire và có thêm đồng hồ. Có nghĩa là có thể sẽ, nếu mà hoàn thành trong kịp thời gian thì sẽ được là X2. Nhưng mà lúc đó nhiều bạn chúng ta cũng có những cái luồng ý kiến trái chiều. Đó là đó hẳn là cái lỗi hiển thị thôi, chứ thực ra là nó phải là 120 mảnh của chú rồng lay gành như thường lệ và X2 thì nói chung là X2 như thường lệ. Nhưng mà sau đó thì những cái cuộc chúng ta gọi là ta giao lưu, rồi chúng ta đi tìm hiểu, sau đó chúng ta bàn bạc. Và cuối cùng có một nguồn tin xác thực là cho rằng là một cái gọi là cái phần thưởng mà 120 op này là do nhà phát hành chúng ta ở dây, những cái giây phút cuối chúng ta đã quyết định là quay xe để mà chúng ta đặt vào. Đây là mảnh view điều, 120 mảnh view điều trong sự kiện lần này nha các bạn. Nhưng ở đây thì sẽ có fix một chỗ, thay vì chúng ta sẽ được X2 khi mà chúng ta hoàn thành kịp thời gian đồng hồ thì chúng ta chỉ có là 120 thôi nha các bạn, 120 off thôi. Điều này có nghĩa là gì? Điều này thì nếu như nhiều bạn chúng ta chưa biết thì để mà summon được chú rồng là 2 view điều khi mà chúng ta chưa có là được chú rồng view điều này một nguyên một con thì chúng ta phải cần là 500 off, đó là off Harris nha các bạn, để chúng ta có thể là summon được chú rồng này. Điều này có nghĩa là nếu như các bạn sở hữu được 120 mảnh của chú rồng 2 view điều này như khi các bạn chưa có chú rồng view điều thì các bạn cũng không thể summon được. Dù các bạn chúng ta có nghĩ là sẽ là chờ đến sự kiện summon 99, nhưng mà sự kiện summon 99 nó chỉ giúp chúng ta bù được 99 off thôi các bạn. Có nghĩa là nếu như chúng ta muốn summon chú rồng 2 view điều vampire này thì chúng ta phải có ít nhất là 401 off của chú rồng 2 view điều này và 99 off còn lại là off Joker Harris. Đấy, nhiều bạn nghe tới đây thì chúng ta mới gọi là có nhiều bạn chúng ta sẽ biết rồi, còn có nhiều bạn chúng ta chưa biết, ta sẽ dễ bị sốc các bạn. Và chính vì vậy nên nếu như các bạn muốn thông qua sự kiện này để mà summon một chú rồng view điều thì các bạn chúng ta cần là đua khoảng tầm là 4 nít các bạn. 4 nít thì chúng ta sẽ có khoảng tầm là 480 mảnh và sau đó chúng ta phải train lại cho một nít, rồi chúng ta có thể là tự bù off vào cũng được. Vì bù 20 off thì cũng chúng ta cũng không cần chờ đến sự kiện summon. Hoặc có một cách khác là các bạn chúng ta cứ đua hết khả năng của mình, là các bạn có thể là một nít, hai nít hay là ba nít, nói chung là ít nhất là ba nít đi thì chúng ta cũng có là 360 là mảnh của rồng view điều vampire rồi. Khi đó chúng ta bằng mọi giá, chúng ta sẽ bằng mọi cách, chúng ta sẽ có thể là đi có những cái cuộc thảo luận để mà đổi mảnh với một ai đó, cũng gọi là đua và có mảnh và người đó sẵn sàng là chúng ta train cho chúng ta. Nhưng mà nói chung là với cái mức thương lượng thì giá của mảnh này mình nghĩ là nó cũng sẽ dao động ở mức rất là cao, nhưng là yêu cầu cũng gọi là tỷ lệ chúng ta sẽ là trên một tí xíu. Nên nói chung là để mà sở hữu được chú rồng 2 view điều vampire trong sự kiện lần này thì gọi là để mà free đó các bạn, kiểu mà chúng ta đua Harris thì rất là khó luôn. Nói chung là như vậy nha các bạn. Và về quyết định của mình thì như bạn thấy là trong những cuộc đua Harris mà chúng ta muốn đua lên lớp 16 đã rất là khổ sở rồi, mà lên lớp 17 mà phải là lên phải tầm là 3-4 nít thì trời ơi sao mà chịu được phải các bạn. Chưa kể là những nít đó các bạn, chúng ta phải có đủ là bình trend và phải đủ mảnh để mà chúng ta trend qua trend lại. Đấy, có thể là những nít phụ các bạn, nhưng mà những nít phụ đó chúng ta cũng phải có là 120 mảnh
Orb Hybrid từ trước nè, rồi có đủ số lượng Orb Hybrid để mà cho anh qua. Nhưng mà nếu mà với là con số 120 thì các bạn có thể là chúng ta lấy trước, rồi sau này chúng ta cày lên, chúng ta có mảnh Orb, rồi chúng ta có bình, chúng ta sẽ trend cho nhau cũng được. Đó. Và phần thưởng ở lab 18 thì sẽ là 40 mảnh này. Ở đây có đồng hồ thì có thể là nhân 2 hoặc có thể là nhân 3 đấy. Và lab 19 thì vẫn nằm cho rồng ngọc, quả trứng rồng ngọc Titan các bạn. Và đây 20 sẽ có off, 21 thì quay trở lại là chú rồng ngọc solar này, 22 30 off này. Và đây là skin thì vẫn sẽ là 23 các bạn. Đó. Ồ, skin hình như là gắn thêm cái này kiểu như là gắn thêm những cái tên lửa các bạn. Đó, giống như vậy. Ok, lab 24 này. Và đây 25. Đó. Và còn lại thì bình thường. Nói chung điểm đặc biệt của sự kiện Dual Rift lần này, ngoài tính những cái sự kiện rồi những cái chúng ta có rương của sự kiện lần này ra, cái này là điều chúng ta phải có rồi. Và ta sẽ đặc biệt ở chỗ là có thêm môi trường Rainbow là một. Và ở trên đây có thêm cách để chúng ta lấy được 120 off của rồng Vivid Vampire là 2. Đấy, thì các bạn từ những chia sẻ của mình, các bạn có thể là tính toán để xem là các bạn có đua lên là lab 17 không. Riêng là lab 13 thì nếu bạn nào chúng ta có thể, chúng ta cố gắng chúng ta đua lên. Thì mà đây là một cái môi trường rất là ngon, nhưng mà cho free mà. Các bạn nên nếu như được chúng ta cố gắng đua lên lab 13 nha. Còn về quyết định của mình thì nói chung như mình đã dự tính từ trước là mình cũng không có ý định là sẽ đua lên để lấy mảnh của rồng Vampire View điều đó các bạn. Nói chung là để summon cần tới 100 off, khá là gọi là khá là nhiều. Và cũng như là đua mình thì đua một nick, sợ là chúng ta cũng đã kiểu mà khó có thời gian rồi các bạn. Nên mình chắc là chỉ đua nick của mình lên để mà lấy môi trường Rainbow đây thôi. Tại vì như bạn thấy thì bên đây chúng ta đã sở hữu được đúng ok là 3 môi trường Rainbow Free rồi. Vì vậy nên nếu như có cơ hội mà để lấy thêm môi trường Rainbow Free thì mình sẽ cố gắng để lấy thôi. Chứ còn trong mảnh của chú rồng Vivid thì mình cũng không có là cái gọi là dự định là xa xôi các bạn. Cũng như là nếu như ví dụ bằng một cách nào đó mình có chú rồng Vivid đi thì sau này có off chúng ta cũng phải là nâng sao lên với mảnh. Mà đây thì mình đang dự định là dành off để nâng sao cho chú rồng thần đá. Đấy, nên rất là nhiều cái suy nghĩ nên mình quyết định mình sẽ bỏ qua lượt này nha các bạn. Còn các bạn thì chúng ta vẫn sẽ có những cái quyết định riêng của mình. Nói chung là những bạn nào chúng ta có sức, chúng ta có thể là cày được. Nói chung là cũng rất là cực khổ đó các bạn. Nếu như là 2 nick thì chúng ta cũng đủ cảm thấy mệt rồi. Nhưng mà 2 nick thì 240 mảnh, chúng ta cũng phải là nếu mà đi xin thì cũng khá là nhiều, cũng khá là mệt. Nhưng mà nếu như có tài đi xin rồi có nhiều off để bù vào thì cũng được các bạn. Còn nếu không thì chúng ta nên đua khoảng tầm là 3 tới 4 nick. Mà nếu mà được 4 nick thì càng là tốt nữa. Rồi nói thì nói như vậy nhưng mà điều này thì vẫn sẽ là có cơ hội, có hy vọng các bạn. Chứ không phải mà nghe mình nói khó là lùi bước đâu. Ta mình là mô tả trước cái điều đó thôi. Ok, và chúng ta sẽ đến với lại bản đồ lab của sự kiện lần này nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem bản đồ lab này. Đây là lab 1 của chúng ta. Thì như thường lệ chúng ta vẫn sẽ là đi rất là nhanh. Đây thì tới lab 4 sẽ là hồi vua 5, thì là 5 phút các bạn để được lấy được 5 con bò đó. Rồi, đây sẽ qua lab 2. Lab 2 thì cũng sẽ như vậy. Ta ở đây thì có lab 4 à, hồi chúng ta sẽ chờ 20 phút. Rồi bên đây tổng ta sẽ chờ là 40 phút để những chú bò. Và có luôn những sự kiện là chúng là nhiệm vụ là chúng ta like ở phần là lab 5 rồi. Lớp 5 các bạn, lớp 5, lớp 2. Ở bên đây thì là lớp 3. Lớp 3 thì chúng ta sẽ có những cái vật phẩm như các bạn đã có thể thấy, quan sát bên đây. Ta cũng hồi là 30 và thêm vật phẩm là like này. Đấy, cái này nói chung là mỗi lần mình đua mà nhiều lần mình đã cố gắng là bứt phá giới hạn để mà đua tối là 2 nick. Giống như trong sự kiện đua Harris được rồi thì mình đã cố gắng đua 2 nick lên top 1 luôn. Mà nói chung là cũng rất là cực khổ đó các bạn. Đó, và đây lớp 4 nè. Lớp 4 thì lớp 4 chúng ta có thể là đua xong lớp 4 là lên lớp 5. Những cái phần thưởng
cuối hạng ta xếp hạng, có xếp hạng là có những phần thưởng rồi đó. Đây là 4 các bạn, đây là 5. Đấy, các bạn có thể chụp lại hoặc là chúng ta có thể là chúng ta lên trang FRZ28 để mà chúng ta tải những cái bức hình này về nha các bạn. À, lớp 6 nè. Lớp 6 thời gian hồi đây là 1 tiếng, 2 tiếng nè. Theo lẽ thông thường thì những sự kiện chúng ta đua rất càng ngon thì những cái đua lab chúng ta là càng khó nha các bạn. Đó. Đây là lớp 7 nè. Nếu như gọi là hồi trước khi mà chúng ta vẫn còn là tới tận là 50 lab ấy, là lab 17 thì nó cũng là không có là quá là khó với chúng ta. Như lab 15 cũng vậy. Nhưng mà sau chúng ta ép lại còn 30 lab thôi. Cho nên là cái độ khó nó cũng tăng lên, mà những cái sự kiện khó thì nói gì tới lab 17 mà tới lab 16 là chúng ta cũng phải là rất là mệt nhọc rồi các bạn. Đó. Đây là 7 nha các bạn. Lớp 8 nè là 2 giờ 10 phút, 1 giờ 10 phút. Đó. Đây lớp 7. Ồ, lớp 8, hai đào hai lần lớp 8 luôn. Là lớp 9 nè. Lớp 9 thì thời gian hồi của những lớp này như là cũng khá là ngắn các bạn. Tới lớp 9 rồi đó. 1 tiếng nè. 2 giờ nè. Đánh run thì vẫn như là đánh run khá là lâu các bạn. Và đây thì có những cái quả trái cây rồi lá rồi tùm lum là tà la này các bạn. 32 18. Wow, tính là thời gian hồi của những cái lab này nó tương đối là không biết có phải là dễ hơn sự kiện đua rap lần trước hay không ấy. Mình có cảm giác là như vậy các bạn. Tới đây thì là 2 tiếng rồi, 2 tiếng cũng 3 cái 2 tiếng là bình thường ở lab 11 lên là như vậy. Lab 12 nè là 2 tiếng 2 tiếng. Wow, 12 giống như 11 luôn các bạn. Còn đây là run nhanh thì 7, và là 7 các bạn. Chúng ta phải skip ở lượt cuối cũng rất là ok. Và đây thì lên 3 tiếng, lớp 13, 3 tiếng ở trên đây các bạn. Hai cái kia thì vẫn là 2 tiếng. Lớp 14, nếu lên lớp 15 thì nó sẽ có chút đặc biệt, là nó sẽ có cái bên đây là 8 tiếng. Nhưng mà mới xuất hiện ở đây thì nhiệm vụ này chúng ta có thể chờ hoặc là ta speed hoặc là quay tu binh cũng được. Đấy, rồi lên lớp 15 là xong rồi, các bạn có thể là chắc chắn lấy được chỗ rộng hybrid rồi đó. Thì chúng ta có thể là nghỉ ngơi và chúng ta đua lên lớp 16 nè. Lớp 16 thì để trải qua ải này chúng ta cũng phải là 1 tiếng, 2 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Đó, là 6 tiếng nha các bạn. Rồi đây thì để lớp 16 và lên lớp 17 các bạn. Và vượt qua ải này. Ải này có hai cái lượt đánh run. Thời gian chờ, giờ đây cũng không quá nhiều. Đây có 5 tiếng cuối thôi. Vậy thì tương đối, theo đánh giá là tương đối trong nhiệm vụ cuộc đua hybrid này, thời gian chờ chúng ta tương đối là thấp hơn so với cuộc đua hybrid trước. Nhưng mà vẫn là câu nói cũ, mưa dầm thấm lâu các bạn. Ta cày nhiệm vụ ta cũng sẽ thấy một cái điều gì đó mà ta khá là chán ngán các bạn, kiểu như vậy. Rồi ok, thì chúng ta sau khi đã phân tích xong là ba đồ lát như vậy rồi, thì mình thì nói chung là mình vẫn sẽ là phong cách mình đua tàn tàn và lên lấy lớp 13, nếu được thì lên lớp 14, lớp 15 để mà có rồi. Nhưng mà mình cũng không quan trọng lắm ở chỗ rồng này, vì nhìn cái sự kiện lần này thì chắc chắn là những bạn chúng ta đua ở đây như là bạn lớp 6, lớp 7 rất có thể là lên cả lớp 17 hoặc trên luôn ấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem là nhiệm vụ chúng ta đầu tiên là gì đây. Có hình chú bò, chúng ta sẽ thu hoạch cho rồng ăn các bạn. Để mà mày có chú rồng này nè, đó là vui tính luôn. Nếu mà các bạn chúng ta có chưa có nhiều kinh nghiệm trong đua hybrid thì các bạn hãy xem lại video hướng dẫn đua hybrid của mình nha. Nói chung là chúng ta vẫn còn áp dụng được khi mà cái form của nó vẫn chưa quá là thay đổi nhiều các bạn. Là 30 nè, vẫn là những cái phần thưởng vật phẩm như vậy. Rồi, là thu vàng các bạn. Dạng phân vàng thì mình cũng có sẵn trước ở đây rồi. Trái cây nè. Trái cây thì chúng ta sẽ trồng loại trái cây là 30 giây. Wow, 30 giây chúng ta phải trồng lại các bạn. Đây thì là như vậy, những nick còn lại thì rất có thể là mình sẽ không có đua luôn các bạn. Đua lên lab 2 lấy 30 game được. Khi này thì mình cũng sắp là vô học, học lại kỳ mới nữa các bạn. Đấy, nên mình cũng không có nhiều thời gian để chúng ta cày cuốc. Các bạn có thể thấy là cái sự kiện đợt này mình cũng tham gia ít đi vào các bạn. Đấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng là để mà chứng tỉnh lại khoảng thời gian để làm sao đó chúng ta vẫn có thể là có được những thứ video hướng dẫn, rồi cũng có được cái kết quả gì đó
để mà cuối sự kiện ta có cái mở rương hay là có thêm thu hoạch mở nha các bạn. Trong sự kiện lần này như vậy đó, mà để mình phân tích xem sự kiện lần này có gì ngon không đã. Hoặc là chúng ta mới phân tích ở cuộc đua Harvick thôi, ta còn sẽ là bên đây. Wow, đây thì mình thì mở được tầm là 57/20, mình để tới cuối mình mở luôn nha các bạn. Cái này thì là bốn cái vệ tinh này sẽ đổi được cái rương này. Trong cái rương này thì thấy sự kiện giống như trước rồi đó, có game rồi đó, có mảnh rồi đó. Đây các bạn, kết hợp giữa trong này nè, mang thêm bộ giáp tên lửa vô. Đó rồi, 50 game thì nói chung là cái phần thưởng 50 game và 120 off thì chúng ta chưa có lần nào chúng ta được cả, nên là chúng ta vẫn sẽ ui có 10 game nè. Ồ, 3 game hoặc là 1 game cũng ngon, ok rồi. Sự kiện ngon đã trở lại đó các bạn. Và chúng ta đã có một sự kiện trở lại như là thời lúc trước rồi. Quá nhiều sự kiện, nói chung là trời đời ất hỡi, như là bắt đầu từ cái sự kiện mà tinh linh mệt mỏi là mình đã thấy mệt mỏi rồi các bạn. Nhưng mà giờ thấy được cái sự kiện này là mình đã có sức để mà chơi sự kiện trở lại đó các bạn. Mình sẽ cố gắng để lấy, đây thì ít nhất chúng ta sẽ có là 25 off nè, hoặc là 50 off, nhiều khi là 100 off. Và đây là mốc 1 nè, đó mốc 2 cũng sẽ như vậy nè. Một cái rương này ta mở được 2, trong đây là ít nhất chúng ta sẽ được là vậy ra trong cái này ít nhất chúng ta sẽ được là 50 off hoặc là 100, gọi là chúng ta sẽ được một lần là hai lần luôn các bạn, kiểu là hai, một cái là 50 off hoặc là 120 cái mảnh của rồng Harris. Đây thì nói nhầm nữa, mảnh của rồng VIP Mythic là ít nhất, gọi là chúng ta một lần được cả hai cái đó các bạn. Còn không thì chúng ta có thể là 75 nè. Ủa, khoan các bạn, mình nhìn sao mà ở dưới này người ta cho là 120 off mà bên đây người ta cho 60 off thôi, có nghĩa là rất có thể là chúng ta mở ra yếu nhất thì sẽ là 50 cái off legend này và 60 cái mảnh của chú rồng VIP Mythic này. Sao nó không gọi là sao người ta không để ở dưới đây cho chúng ta dễ nhìn luôn ha. Hoặc là nếu như chúng ta may mắn thì có thể là 75 off nè, cũng có thể là 150 off. Mình thì quan tâm tới off là legend soccer hơn, vì bữa giờ lâu lắm rồi mới có sự kiện trở lại. Và đây thì hai cái này tất nhiên chúng ta đua lên lớp 8 là cái điều chúng ta phải đua rồi. Wow, một cái này thì có thể là chỉ có một thôi các bạn. Đây các bạn có thể nhìn chữ là N1 nè, có nghĩa là một là chúng ta được 120 off metal là ít nhất, còn hai là chúng ta được 120 off bio là ít nhất, còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào 3 và 4 là cũng là off vào hai chú rồng đó, nhưng có thể là 320. Nếu như là rơi vào 320 thì mình tất nhiên là ai cũng chúng ta cũng mong là vào chú rồng bio. Đào bio như vậy mình có thể là summon cho nhiều chú rồng bio, hoặc là có thể là nâng sao cho bio lên 2 sao các bạn. Rồi ok. Nhưng mà cái này không có off mình thấy là không có, hơi là không vui tí xíu. Off trở lại đi nào. Cái này là phải là off, nhưng mà là off Helric các bạn. 60 luôn à. Off Helric, mỗi lần mà tới cái off Helric là các bạn biết gì không? Là có một cái thế lực vô hình để mà cản trở chúng ta lấy được cái off Helric. Mà đợt này là 60, chắc 60 này cũng khó đấy. Nghĩ là chắc là chúng ta đua tàn chơi tàn sự kiện, chúng ta sẽ lên khoảng tầm 30 là kiểu là cũng ngon rồi đấy. À, lên đây ráng lại đây thử cái vận may xem có ra bio hay không. Chứ còn cái bên đây thì chắc là khó rồi. Đấy các bạn, cái mà cái cuối là chúng ta gọi là gần như là đợt nào cũng không có khả năng hết các bạn. Đó, rồi cái này nữa, hai cái này nè. Đó, thường mình hay lấy hai cái này làm cái giới hạn để chúng ta đo xem là chúng ta sẽ có những cái phần thưởng để mà tới cái lắp cái phần thưởng bao nhiêu là nó hợp lý. Thì đây thì tới đây là hợp lý rồi. Còn nếu mà ok hơn thì tới đây. Nhưng mà từ 40 mà lên 60 đó cũng là một cái con câu hỏi nó khó. Trừ khi chúng ta gọi là may mắn mà chơi sự kiện ngon gọi là ok. Rồi, và đó là sự kiện lần này, cũng gọi là khơi dậy chúng ta chút xíu gì đó là cảm hứng để chúng ta có thể là tham gia vào, thì chúng ta sẽ ít nhất là lấy được bao nhiêu đây. Đây là 25 nha, 25, 50, 75. Mà 75 là ít nhất rồi, chứ mà nhiều khi chúng ta sẽ là 100 hay là 125, 150, quá là ngon không nè. Thì vẫn chưa ngon bằng những sự kiện off trước các bạn. Sự kiện off có nhiều cái sự kiện off chúng ta lấy được 200 mấy, và có 200 off vào cuối luôn. Cái này thì nếu mà từ từ đang ngon trở lại á, thì cũng chấp nhận được.
Ok, đây thì mình sẽ là tiếp tục phân tích trong vòng này. Chắc để tập sau mình phân tích tiếp. Đây, ở đây còn sừng sững là cái vòng này luôn đây. Đấy các bạn, bữa giờ là odds của mình chỉ có 120, 152. Khá là đau đầu với lại chuyện này chúng ta không có để mà đủ odds mà nâng lên được các bạn. Đấy, thật là mệt ở chỗ đó đấy. Trong sự kiện này thì mặc dù là có nhiều game nhưng mà cũng không thấy có op xuất hiện các bạn. Đó, hơi là tiếc, anh tiếc như vậy đâu. Rồi, không sao. Và nói chung thì video chúng ta đến là hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.